Chào các bác, phục vụ các bác tới bến luôn. Tôi đã có video test nhạc con L âm ly Victor GAS71 mới đăng. Và bây giờ tôi sẽ quay thêm một video mà tôi phối ghép con âm ly này với một mẫu lọc của Victor, đầu tiên là C50. Cái bộ đôi này tôi đoán là nó cùng một bộ ở bên Nhật, nhưng về Việt Nam mình bán rời. Đó. Lọc nhạc này bán giá 6 triệu, âm ly giá 6.500.000, tổng 12.500.000. Nhưng bộ âm thanh này tôi có thể khẳng định các bác dám đi thi đấu với những bộ âm thanh với cái âm ly tầm 20-30 triệu nhá. Có thể thi đấu với những âm ly 20-30 triệu. Bởi vì tại sao? Bởi vì với một con âm ly khỏe hay như con âm ly Victor S71 này, ghép với lọc nhạc tầm giá này thì nó sẽ có chất lượng âm thanh đỉnh luôn. Đỉnh luôn so với một con âm ly mà không ghép lọc. Hai sản phẩm này có mặt tiền thực dạng siêu mới, siêu đẹp luôn. Đó. Victor C50. Con này nó chỉ dùng cần gạt để chỉnh cho cả hai vế loa, nên dùng cái loại này rất thích nhỉ các bác này. Bởi vì mình sẽ chỉnh nó nhanh, nó tiện. Còn loại mà có hai cái bên kia thì chỉnh nó sẽ lâu hơn. Rồi tùy theo nhu cầu của mỗi người. Và hai cái này nó sinh ra là để cho nhau, như kiểu vợ với chồng này các bạn. Nhìn nó có giống nhau, nó chả khác gì nhau đúng không ạ? Về kích thước, màu sắc cũng như là độ dày của sản phẩm. Hàng bãi zin tuyệt đối. Con âm ly tôi đã có video mở nội thất, các bác cùng xem rồi. Đây là tôi tiện có con âm ly này mới về, và con lọc này đang có, nên là tôi đặt lên để mời các bác xem luôn. Đó. Thông tin địa chỉ cửa hàng rất rõ trên tờ biển, anh em có thể đến tận nơi. Khi không có lọc thì âm ly này nó đánh ở mức độ giả sử căng ở mức 50%. Nhưng khi có lọc nhạc vào, tôi nói các bác, nó căng lên tận 100% luôn. Giả sử cùng một mức âm lượng, như khi các bác gạt cho âm bát lên, loa kia sẽ không bao giờ chịu được nếu mà mở to. Nó căng, nó rõ kinh khủng luôn nếu mà có lọc. Đây là mặt sau của sản phẩm nhé. C50 sản xuất tại Nhật Bản, gồm hai đường vào phía đằng sau và một đường vào phía mặt trước. Con lọc này có tận 3 đường vào cơ. Đường vào input, đường xuất xuống âm ly lúc nào chỉ có một đường. Và đây đường vào tiếp 1. Đó. Sản xuất tại Nhật Bản. Đường vào còn lại ở mặt trước này. Đây, tiếp 2. Nếu các bác chạy đường tiếp 1, tiếp 2 thì gạt xuống. Chạy đường nào gạt xuống. Còn ở đây tôi đang chạy đường line, Asia, thì các bác phải để mức on. Và cái này không, cũng không cần gạt. 2, 4, 6, 8, 10 cần gạt. Hai sản phẩm này giá 12.500.000. Đây là một con lọc. Nếu bác nào đã từng bán lọc Victor thì chắc chắn sẽ cảm nhận được đây là một con lọc rất hay của Victor. Những con lọc tầm 7 triệu, 8 triệu của Victor nó đắt hơn, bởi vì nó làm kiểu cách hơn một chút. Nhưng đây là một con lọc vừa tiền hơn những con lọc kia, nhưng có chất âm thuộc dạng đỉnh luôn. Với con lọc này không phải là giá trị âm thanh của nó, giá trị âm thanh của nó cao hơn rất nhiều so với giá trị sản phẩm. Với con lọc này nhá, đấy, loa chịu sao được, bởi vì giải bass nó đánh căng lắm, rung nhà luôn. Không có một cái âm ly nào có thể đánh một mình mà căng được như khi các bác ghép lọc nhá. Kể cả âm ly đắt tiền đến đâu, bởi vì khi có lọc vào, nó âm thanh nó khác hẳn luôn.
bác có thể đeo tai nghe hoặc nghe qua bộ dàn âm thanh thì sẽ cảm rõ, nhận rõ tiếng bát đánh, nó sẽ hay. Vâng, xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Đây là tiện hai sản phẩm này có mà nó giống nhau thì tôi đấu nối cho các bác xem. Còn mục đích là hôm nay là giới thiệu đến Vonobi là chính thôi. Và mẫu lọc này tôi bỏ ở trong nhà khá lâu rồi, vì nó cũng là một mẫu sản phẩm quen thuộc với cửa hàng. Tiện thì làm một video cho anh em cùng tham khảo, cùng trải nghiệm. Xin cảm ơn sự theo dõi của anh em. Xin chào.